Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay là Chủ nhật nè, nên là Ngân có nhiều thời gian để quay video để giới thiệu cho cả nhà về cái lô mai mới của nhà Ngân nha. Thì cái này là gồm là những cái loại mai mới hiện có ở trên thị trường, bông của nó rất là đẹp luôn. Các bạn nào mà chưa có biết mạch bông của cây á, thì liên hệ với các bạn Zalo với Ngân qua số điện thoại là 0944 754 283 để Ngân có thể gửi hình hoa cho các bạn xem nha. Thì cái lô này là Ngân bán đồng giá luôn là 600.000 một cây, Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Thì cái này thì gồm có là cái cây móng rồng. Móng rồng không biết các bạn, chắc nhiều bạn cũng biết rồi, có một số bạn thì cũng chưa. Thì Ngân xin nhắc lại cái cây móng rồng này thì là như các bạn thấy nè, cái cây nè, thấy cái móng rồng của nó không? Y hệt như cái móng rồng vậy đó. Ở đây nè, hoa nó sẽ lên từ cái móng này và nó cũng có nụ, nó cũng lên từ nách lá như là mấy cái loại khác vậy đó. Đây là cây móng rồng của nhà Ngân nha. Cái gốc của nó hả? Cái gốc của nó thì chắc là cái gốc nó thì cỡ nửa cổ tay của Ngân vậy nè. Đây là cái gốc của nó. Một cây như vậy thì ghép từ 2 đến 3 bo. Ngoài cái móng rồng á, thì là cái video trước thì Ngân có giới thiệu các bạn rồi về cái lô bạch mai Thái nè. Bạch mai Thái, rồi cúc vạn thọ, cúc vạn thọ 100 cánh, rồi cúc không nhị. Cúc 7 tầng. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với Ngân qua số điện thoại là 0386 569 374 hoặc là số điện thoại Zalo của Ngân là 0944 754 283 hoặc là trực tiếp đến nhà của Ngân ở địa chỉ là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh nha để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân á. Thì cái lô này của Ngân rất là đẹp luôn, từng cái gốc cái rễ thì nó đều rất là đẹp. Đây Ngân quay cho các bạn xem nha, toàn là những cái lô đế quái luôn, nhìn là mê, nhìn là đi không nổi luôn. Mỗi cây mỗi dáng luôn, cái thân nó cũng lắc luôn, rồi cái cành cái nhánh của nó nữa. Cái bạn mua về thì có thể lấy bo nè, rồi mình sẽ tận dụng lại để mình làm cái bonsai mình trưng thì rất là đẹp. Mỗi cây mỗi dáng mỗi kiểu mỗi chi đều rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với Ngân nha, hoặc là điện thoại để Ngân có thể gửi hàng cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân.